Xin chào các bạn, đây là cặp cốp nổi của xe custom. Từ đời 92 trở đi thì tem của nó là tem nổi chứ không phải tem chì. Đây. À, thấy là tem nổi. Cái cặp này là tháo xe ra, rồi thân hàng rất là đẹp. Tháo xe thì đẹp nha. À, chúng ta sẽ có hai ngữ nghĩa, một là tháo xe kho. Tháo xe kho thì tương ứng tháo xe cam. Tháo xe cam với tháo xe kho gọi là hàng đẹp. Tháo xe xài rồi là hàng cũ rầy, về gì chúng ta phải sơn lại. Có hai khái niệm nha, hàng tháo xe cũ, hàng tháo xe xài rồi. Thì khi mình dùng từ hàng tháo xe xài rồi, các bạn sẽ hiểu là gì, các bạn sẽ phải sơn lại, nó trầy xước nhiều, không nứt bể. Còn các bạn không thích sơn là tùy các bạn. Còn khi mình dùng từ hàng tháo xe kho thì nó đẹp như thế này, gần như mới, khoảng 95%. Vì không cần phải sơn lại, vì có thể là chúng ta đánh bóng lại cho nó đẹp thôi nha. Ở đây là cặp cốp của xe custom 50, 70, 90 thì xài chung cặp cốp, không phân biệt. Cái tem của nó không có thông số là 50, 70, 90, xài chung thôi. Chỉ có cái tem cho mình xăng nó mới khác, còn cốp thì giống nha. Đây, một cặp cốp rất là đẹp. Các bạn nhanh tay liên hệ với mình một chút, cặp cốp này về. Ok, và cuối cùng là phương thức mua hàng bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship COD nha. Số điện thoại liên hệ bên trên và nhớ bấm vào nút đăng ký để thường xuyên theo dõi kênh video của mình. Ok, các bạn.